có nước cây sông với ai. Bố cái thằng lòi con mình, ngu lòi nhá, ngon tới kia mà nó không tán thì đi tán ở đâu đầu đâu đâu. Anh lòi về đây rồi. Thế bây giờ tôi hỏi anh lòi nhá. Thế tai anh lòi sao mà bố anh gọi năm thôi mười hồi gọi đến hàng chục cuộc điện thoại tốn hơn chục nghìn bạc, ai anh mới thèm vác mặt về là thế nào? Còn anh chơi dở bán bia, ông bố gọi làm gì gọi gấp thế ạ? Thế tôi hỏi anh đây. Anh tự kiểm điểm anh xem là anh có đẹp trai không? Con là con trai của bố, tất nhiên là đẹp trai rồi. Đấy, thế cho nên tôi mới anh nói với anh lòi thế này. Anh là cái loại đẹp trai không cần thiết nhá. Anh là cái loại đẹp trai không để làm gì. Anh là cái loại đẹp trai chỉ để mất đi thôi nhá. Tóm lại là bố gọi con về có việc gì ạ? Chả có việc gì quan trọng cả. Vì hôm nay là ngày chủ nhật, cho nên tôi lại nhắc anh như những cái chủ nhật khác nhá, là anh phải lấy vợ đi, thế thôi. Nhưng mà con có tán được ai đâu mà lấy. Thì vẫn biết là đầu anh ngu, anh không tán được gái. Thế cho nên là tôi vừa tán cho anh hẳn ba con ấy. Ba con nào? Ba con gái chứ ba con nào. Đây, này, tán một lúc cho ba con chọn đi. Được con nào tôi cưới cho con đấy. Con này được cái bố này, nhưng mà có vẻ hơi lùn nhỉ. Con này hơi lùn tí. Ôi tôi chết, mắt nó bị lé này. Thì nó bị lé. Không lấy được. Ngu. Các cụ bảo rồi, nhất lé nhì lùn. Thế thì nó được cả hai yếu tố mà anh không lấy, anh còn đấy lấy cái gì. Nhưng mà con không thích. Không thích thì tôi tua sang đứa thứ hai đi. Cô này già thế nhỉ? Nó hơn anh có 2 tuổi thôi. Con à, con không lái máy bay bà già đâu. Không lái máy bay bà già thì xem cái đứa thứ ba đi. Ôi rồi. Bố ơi, con hỏi thật nhá. Thế là bố tán vợ cho con này à, tán vợ cho bố đấy? Cô này nhá, chắc phải ngang tuổi mẹ con nhỉ. Thì nó cũng hơn anh có 2 tuổi thôi. Tóm lại là ba con này vứt hết. Ngu. Các cụ bảo rồi, gái hơn 2, trai hơn 1, đẹp đôi thế không lấy thì còn đòi lấy cái gì nữa? Không được đâu, ban ngáo ộp về lấy về không mà chết à? Trong 3 con này mày phải lấy một con nhá, thích đứa nào để tao cưới cho. Con không lấy được. Cái gì? Đây, còn mấy cái tao nuôi bằng ngần này tuổi đâu mà tao cứ nói một là mày cãi, hai là thế nào hả? Tao lại đánh chết cha mày bây giờ chứ này. Mày phải lấy. Còn không lấy. Ôi cái thằng này, thế cái nhà này mày là bố hay tao là bố? Bố biết tao lại còn hỏi. Mày trả lời ra đi. Nhà này mày là bố hay tao là bố? Tùy. Cái gì? Tùy. Tùy à? Tao hỏi cái nhà này mày là bố hay tao là bố mà mày lại bảo tùy là thế nào? Thì con bảo bố là bố rồi còn gì ạ? Mày, tao hỏi mày thì mày trả lời là tùy. Thì bố thì tùy còn gì? Ôi nhỉ. Nhưng mà thôi, tao không đôi co nói nhiều với mày nữa nhá. Trong 3 con này nhá, mày phải lấy một con nhá. Mày không lấy tao đánh chết cha mày đấy. Thôi được rồi, con lấy. Mà bố phải để con tự tán cơ. Mày á, mày tán gái á? Vâng. Mày tán thế nào? Ngu như mày tán ai? Em nữ hàng xóm vậy. Ôi, này, lòi này. Bố ấy tưởng lòi ngu chứ mà lòi khôn phết đấy. Này, mày đòi tán cái nụ á? Vâng. Mày ngu như mày tán làm sao có nụ. Bố đừng khinh con tán được ấy. Xin lỗi mày đi nha, mày có tán vào mặt. Con nụ ấy, nó yêu tao chứ không bao giờ yêu loại mày. Nó yêu bố ấy. Đấy, mày có giỏi mày sao mày tán đi nhá. Mày hỏi nó xem là nó yêu tao hay yêu mày. Được rồi, bố cứ đứng đây, con sang tán cho bố xem. Mày đi đi. Bố đứng đây. Nụ ơi. Ơi nụ. Này, con chó kia nhá. Tao không đùa mày đâu ấy. Nụ ơi, nó anh có chó vào không mà anh tặng nó củ tiền đấy. Nụ ơi, nụ ơi, anh đến đây này, em không ra đón là anh kề nó sân. Có chuyện gì mà anh gọi ầm ĩ cả lên thế? Em nhốt chó lại chưa? Anh bảo ơi, tình hình là bố mẹ anh đang bắt anh lấy vợ nụ ạ. Bắt anh lấy vợ á? Anh lấy vợ thì liên quan gì đến tôi? Liên quan chứ. Mà bố mẹ anh toàn nhờ thiên hạ mai mối thôi. Mà tao con đuôi què sức mẻ thôi. Cũng chả liên quan gì đến tôi cả. Có chuyện gì thì anh nói nhanh đi.
là anh muốn nói với Lụng là anh đi tán gái khắp thiên hạ rồi, nhưng mà chưa thấy ai xinh ấy, ngon như Lụng. Xinh mà ngon như tôi á thì cũng chả liên quan gì đến nhà anh. Em này nói chuyện vô trách nhiệm quá chứ sao không liên quan. Anh sang đề có lý do ấy. Nụ ơi, anh yêu Nụ, Nụ làm người yêu anh nhá. Anh vừa nói cái gì cơ? Anh yêu Nụ, Nụ làm người yêu anh nhá. Yêu á? Yêu thằng bố anh ấy. Thế anh bị nó choảng hử? Choảng ạ. Đau không? Đau. Nhục không? Hơi nhục ạ. Thế cái Nụ nó bảo sao? Nó bảo là yêu cái thằng bố anh. Thấy chưa? Tôi đã bảo là nó yêu tôi mà lị. Cuộc đời thì chẳng gì đẹp, người vui mới lo, bây giờ như chẳng hề quen. Giàu thì nhiều người theo. Trắng cháo lòng ơi, hoàn cảnh của anh cho mấy đồng đi anh. Dạ, em đội ơn anh ạ. Anh cơm bụng quá. Ôi trời ơi, khổ quá trời ơi. Chị gái ơi, cho mấy đồng đi chị ơi. Hoàn cảnh khổ quá chị ơi. Chị ơi, cho mấy đồng đi chị ơi. Vừa chị gái ơi, hoàn cảnh quá. Cho mấy đồng đi chị ơi. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Chị xin gái tốt bụng quá chị ơi. Ôi dồi khổ thế. Nhà em ở đâu? Dạ nhà em ở đây ạ. Ở đây á? Em ở nhà nào? Thì nhà này ạ. Nhà này là nhà nào nhở? Thì nhà đường chứ còn nhà nào nữa. Chị nhìn em như này, em lấy đâu ra nhà mà ở. Với em nhà là đường, còn giường ngủ là gốc cây chị ạ. Em bị như thế này lâu chưa? Dạ em đẻ ra đã bị rồi ạ. À, hóa ra em bị bẩm sinh à? Dạ không ạ, em bị gia truyền ạ. Như thế này người ta gọi là bẩm sinh. Không, cái này gia truyền chị ạ. Nhà em là từ ông nội em bị truyền đến bố em. Bố em lại đổ răng cho em. Nên là nhà em là thiếu chân gia truyền chị ạ. Thế bố mẹ em đâu mà em lại phải lang thang ăn xin như thế này? Dạ, chả giấu gì chị, mẹ em phải hầu hai bố con em. Lúc bà ấy mệt quá, bây giờ bà ấy bỏ theo dai. Mà không biết tìm bà ấy ở đâu chị ạ. Thế còn bố em ở đâu? Dạ, bố em thì nguyên bản là lính thủy đánh bộ. Hay di sản còn duy nhất là cái mũ này cho em chị ạ. Ông ấy cũng trước kia cũng phải đi lê lết để kiếm tiền nuôi em. Mà em thì lại ăn khỏe quá, thế là ông ấy phải lết nhiều. Mà lết nhiều thì sinh ra bệnh. Bây giờ đang nằm ở trong viện chị ạ. Ôi dồi ôi chết, bố em bị bệnh gì mà lại phải nằm ở viện? Dạ, ban đầu bố em bị bệnh thiếu chân chị ạ. Sau đấy nó truyền sang tim. Tim nó lại tìm sang gan. Bây giờ gan nó lại tràn sang thận chị ạ. Mà bây giờ bình thường người ta một ngày chạy thận một lần. Bố em một ngày 5 lần. Mà một ngày em không đi xin đủ 1 triệu cho bố em thì bố em chết chị ạ. Ôi trời, mà bố em chết thì em ở với ai hả chị? Chị xin gái hay là bố em chết thì chị nhận em về nuôi nhá chị nhá. Được rồi, bình tĩnh. Đừng có khóc nữa. Chị sẽ nghĩ cách giúp em. Dạ, chị giúp em bằng cách nào ạ? Chị sẽ nhờ mọi người kêu gọi từ thiện rồi quyên góp tiền cho em. Được rồi, thì bao giờ mới đủ 1 triệu hả chị? Ôi trời ơi, mà thiếu 1 triệu thì bố em chết chị ơi. Rồi, đừng có khóc nữa. Bây giờ em cần 1 triệu trước đúng không? Dạ vâng, bây giờ em cần 1 triệu ạ. Chị sẽ đưa cho em 1 triệu trước. Dạ, em cảm ơn chị xinh gái ạ. Ôi trời, chị tốt bụng quá chị ạ. Em cầm lấy, vào lo tiền viện phí cho bố nhá. Em cảm ơn chị. Chị là người tốt bụng nhất từ sáng giờ đấy chị ạ. Mà nhìn chị này chắc là nhà chị giàu lắm chị nhỉ? À, nhà chị cũng bình thường thôi. Ôi trời, bình thường mà cái dây vàng to thế ạ. Vàng giả ấy mà em. À chị ơi. À, em nhờ chị luôn, chị có phương tiện ở đây đúng không ạ? Dạ. Thế thì chị cầm 1 triệu này của em và cho bố em ở trong viện. Chứ em lết thế này thì ngày kia mới đến nơi. Mà ngày kia đến nơi thì bố em chết rồi chị ơi. Thôi chết, bây giờ chị bận lắm. Chị không giúp em được rồi. Hay là chị đưa cho em thêm 100 để em bắt xe ôm vào viện trước nhá. Thế thì em cảm ơn chị ạ. Chị tốt bụng quá chị ạ. Thay mặt bệnh viện, thay mặt bố em cảm ơn chị ạ. Chị xin gái tốt bụng quá, em chúc chị may mắn nhá. Bụng tê. Anh Cường Gái. Anh Cường Gái. Anh Cường à, anh
Xe con này hả? Mày vào đây làm gì hả? Mày lại khát nước đúng không? Tao vừa mới cho mày uống nước xong rồi, đi ra xin ngay. Quá, xin cái gì nữa? Em vừa bắt được con cá to đục. Bao cân? Chục cân. Ui. Ê, thế không? Mới bây giờ đói lắm rồi, anh em mình đi ăn cái gì đi. Đi luôn. Mà anh bốc em ra xe cái. Mà thằng danh con này hả? Mày có què cụt cái gì đâu mà mày bắt bố mày phải bế mày hả? À, quên mất khổ quá, cứ bị nhập vai ngu thật đấy. Cứ mà tổ què bỏ suốt từ ngoài kia vào đây. Đi đi em ơi, đại ca. Đại ca đi ạ. Rồi, hôm nay vụt được con cá to, hiểu không? Mẹ ăn uống cho nó bét nhè nó cho anh. Còn ai được cái gì không? Gọi thoải mái đây. Thôi đại ca, em ăn đẫy diều rồi, bao đồ nó rồi nó. À, đẫy diều rồi đúng không? Vâng. Đẫy diều bây giờ đi làm tiếp nhá. Hôm nay Lộc này phải đi làm chứ ạ? Người đẹp ơi! À, hai anh có dùng thêm gì không ạ? Không. À, bây giờ em tính tổng thiệt hại nó cho anh đi. À, thanh toán à? À. Vâng, anh chờ em một chút. Hóa đơn của anh đây ạ. Rồi. Cái gì này? Hóa đơn thanh toán ạ. Hóa đơn gì mà tận 1.110.000 ạ? Cái gì? 1.110.000 á? Này, chị chủ quán này, chị chặt thế thì chị lấy dao và chị chặt đầu em đi luôn đi nè. Ăn uống thì phải trả tiền chứ ạ. Đương nhiên là bọn này thanh toán nhá. Nhưng mà này, có mấy cái món như thế này mà tận 1.110.000 à? Hả? Định giết người à? Định chém đẹp thế à? Bọn này không giả đấy. Định giết người à? Không biết gì đấy hả? Cái gì đấy? Hả? À, anh này, hai vị khách quý này đến đây ăn đẫy mồm xong rồi không trả tiền. À, ăn uống không trả tiền à? Thế bây giờ hai thằng chúng mày trả bằng tiền hay trả bằng mạng hả? À dạ không anh ơi, em trả bằng tiền chứ ạ, anh hiểu nhầm. Anh Kha ơi, thanh toán đi. Không. Anh cứ bình tĩnh. Dạ bọn em ăn uống nó đàng hoàng mà bọn em trả tiền nó đàng hoàng chứ ạ. À, dạ đây ạ. Dạ vâng ạ. Dạ đây, 1.110.000 đây ạ. Em gửi anh chị ạ. Thế là được. Dạ. Mày đã nhớ ra chị mày là ai chưa? Đâu mày ơi? Ông bà anh ơi! Thế cô gái nhìn đâu? Anh cho em hỏi ra quán cà phê Garden của khu đô thị Nam An Khánh hết bao nhiêu tiền à? 3 lít. Cái gì cơ? Ok, con này mình biết à. 3 lít là 35.000 ấy. 300.000? À? Từ đây ra đấy có 5 cây và 300.000. Còn đắt hơn cả đi taxi à? Ôi thế mình nhịp taxi mình đi nhá. Ôi không anh ơi. Anh làm phước giúp em ơi. Bây giờ em đang có việc rất bận phải đi ra quán cà phê. Xong rồi em còn ra sân bay nữa cơ. Muộn giờ của em mất nhá. Thế bây giờ là 250 nhá. Bây giờ nhá, em có trả 1 triệu bỗng cũng nhiều ha. Mà cả xe ôm à? Anh ơi, anh cho em hỏi đi ra quán cà phê Garden khu đô thị Nam An Khánh hết bao nhiêu tiền ạ? Em giả được bao nhiêu giả? Bình thường là em đi 50.000. 50.000? Vâng. Lên xe. Ôi, mày quá anh đang gọi. Phải từ từ. Ôm. Này, em không đùa đâu. Anh đi nhanh lên đi. Xuống xe.
xuống xe. Con chó này hả? À, thế tao đã bảo là mày là muốn nhanh thì phải từ từ mà, Hà Nội là không có vội được đâu cơ mà. Chúng mày vừa mới quát ai? Không, em nào có dám quát anh đâu. Chẳng qua là em vội quá nên em dục anh đi nhanh một chút thôi ạ. À, mày muốn nhanh đi. Không, mày muốn nhanh thì mày lên mà lái. Tao nhường cho mày cái vị trí cơ trưởng này, tao chỉ đi được thế thôi. Lên. Vâng. Lên. Không anh ơi, bỏ tay giúp em cái. Bỏ ra. Cái anh này gì? Ai cho anh ôm tôi? Vô duyên. Tao hỏi mày là cái xe này nó gọi là xe gì? Xe ôm. Đó. Thế tao không ôm mày thì làm sao nó còn gọi là xe ôm được nữa. À, xuống xe. Mày đi tìm cái xe nào mà nó không ôm mà mày đi. Xuống. Ui không anh ơi. Anh ơi, anh làm ơn làm phúc giúp em thôi. Em đang rất vội. Thế vội thì có ôm được không? Em có. Ôm. Xuống xe. Em ôm rồi mà sao anh lại vẫn đuổi em xuống? Đây mà gọi là ôm à? À, đây gọi là sờ nhá. À, xe của tao là xe ôm chứ nó có phải là xe sờ đâu. Thế bây giờ em phải làm thế nào? Thế có ôm không? Có. Ôm là nó phải như thế này. Ôi, này, này. Không anh ơi, anh nhẹ nhẹ thôi, ngực em mới làm xẹp hết. Ừ, nhờ. Thế thì anh tháo cho một nấc. À, ôm cho nó chắc chắn vào, tao sẽ phi như một cơn gió đến cái chỗ The Garden Cà Phê đấy cho mày. Vâng. Chưa? Nhanh đi anh. Này, The Garden Coffee. Em gửi anh. Ừ. Em gửi anh tiền. Tiền à? Anh cũng gửi em tiền này. Ờ. Sao lại tiền gì đấy ạ? Tiền ôm. Sao lại tiền ôm ạ? À? Em biết đêm hôm qua anh đi hát karaoke gặp cô bé gái ngành đồ đạc trông nó còn xấu hơn em nhiều. Đằng trước đằng sau như một như con cá rồi được. Thế mà anh vẫn còn phải giả nó 500.000. Nó vẫn đòi anh 500.000 tiền ôm. Đây người đây, ơi tí vào đây uống nước coi. Chào các bác. Vâng, vừa rồi tôi cũng anh em tôi cũng đã chúc mừng bác Quốc Quân Trùn rồi. Đấy, không ở đây bây giờ là thơm lây gia đình nhà bác Quốc Quân Trùn đấy. Vâng. Này, từ lúc cháu Nhung nó được làm hoa hậu, hội phấn khích lắm. Hội không nghĩ là thành viên trong hội này có một người con gái xinh đẹp lại làm hoa hậu như thế. Phải nói là nó vô cùng sung sướng và vô cùng hạnh phúc ạ. Tôi nói với cô Hiền biết chứ bây giờ nhá, đố ông nào dám chê ông Quân Trùn là toàn phải rời đi. Bây giờ chê ông toàn phải rời, ông tát vỡ mồm. Bây giờ là bác Nguyễn Quốc Quân Trùn là nhà bác toàn thiên nga cả đấy. Bác Quân này, cả xóm bây giờ là đúng là thơm lây vì gia đình bác đấy. Bà con bây giờ cũng vừa rồi là có một cái đơn nộp lên bác Giang Cám, có ý định là xin đổi tên xóm ấy, đổi tên là xóm Hoa Hậu. Không đổi tên cả xóm được, bởi vì là cả cái xóm này có mỗi con Nhung là tôi là hoa hậu thôi. Không, bác hiểu sai ý ông Nhục ạ. Ý ông Nhục ấy là muốn mượn cái danh thơm của cháu để đặt cho tên xóm là tên xóm Hoa Hậu. Đấy, chứ còn hoa hậu vẫn là cháu. Cả mọi người là được cả thơm lây. Thơm lây. Thế ý của bác thế nào? Thế nào là thế nào? Bác Quân ạ, gì thì gì, mình cũng phải làm cho nó đúng nguyên tắc thủ tục một chút. Bây giờ bác về bác làm cho em một cái đơn, xong đó bác nộp cho em. Bác ghi rõ mấy cam kết cụ thể là như thế này. Cái thứ nhất ý, bây giờ cái cháu Nhung nhà mình chính thức là hoa hậu rồi, thì bác phải cam kết là cháu phải giữ đúng cái phẩm chất là công dung ngôn hạnh, đúng là người phụ nữ. Cái khoản thứ hai ý, là cái giá trị giải thưởng ấy, nó cụ thể là được bao nhiêu tiền ở cái hoa hậu ấy, thì mình còn tính toán để mình nộp cái thuế thu nhập cho nó đúng pháp luật đấy. Còn cái khoản thứ ba là cái vấn đề này thì bác cũng biết thừa rồi, tức là sau khi là thành viên ở trong hội mình đã đạt được một cái thành quả, một cái thành tựu nào đó là cũng có một cái lễ ra mắt ngắn gọn, là có cái bữa liên hoan cho hội. Em với cả ông Trọng là tính toán cả rồi, lần này là mình không mời rộng, chỉ những mời những cái thành phần chủ chốt thôi, khoảng 20 mâm. Ôi giời. Ok, chứ sao lại chủ chốt thôi mà đã 20 mâm á? Vẫn có thế thôi. Không, đây này em bác Quân ạ. Đây này em vừa chúng em tính rồi.
tính sơ sơ đây, toàn thành phần mà đây toàn anh em thân thiết thôi, tình thương mến thương. Đây nó cũng khoảng 20 mâm thật đấy. Thôi được rồi, thì cũng xin có lời với cả hội thế này. Gia đình tôi ấy, anh ạ, thì cũng vừa trải qua một cái giai đoạn nó hết sức là vất vả và mệt mỏi. Vâng. Phải tập trung cho cháu nó thi này, rồi động viên này, rồi khích lệ này. Thế cho nên là gia đình là cũng phải xin được nghỉ ngơi một thời gian. Đấy, sau đó thì cũng xin có thể gọi là một bữa liên hoan để mời hội. Chốt lại là 2 tuần bác nhá. Khoảng. Thế anh ấy, bác nghỉ ngơi xong lúc nào bác quyết cái là bác cứ đánh động cho bọn em là chúng em sẽ đứng ra tổ chức cho bác. Bác lúc ấy bác chỉ việc đến bác dự thôi. Vâng, thế cứ chốt lại là 2 tuần nữa bác nhé. Anh ơi, thế thôi mình về nghỉ ngơi xong rồi bàn bạc hay là tranh thủ để cũng có bữa liên hoan để mời cả bên hội ra. Xin phép các bác. Đúng không? Cô về ạ. Anh ơi, sao cái hội này thì chưa có cái gì mà nó đã ra ăn rồi nhỉ? Ôi ơi, tôi thấy ấy, cái Diệp con Nhung nhà mình ấy, nó là cái hoa hậu ao làng thôi. Có cái gì đâu mà phải đao to búa lớn làm gì cho nó ầm ĩ cả lên. Này, vợ chồng mình về đi không nó lại gạ sang cái khác ấy. Đang yên đang lành, tớn lên đi thi hoa hậu với cả hoa hòe, hoa sói. Ai chui con đi thế hả con? À, để bây giờ con biết là ba khổ gì khổ. Cả nhà mình đang điêu đứng không? Sao lúc trước con đăng quang, ba với dì bảo con là niềm tự hào của gia đình. Nhưng mà cái lúc con đăng quang ấy, thì tai họa nó chưa ập xuống cái gia đình này. Con có biết là bây giờ là ba với dì đi đến đâu ấy, gặp ai người ta cũng đòi chiêu đãi này, người ta cũng đòi khao đi này. Bởi vì con ông bà là vừa mới đăng quang hoa hậu. Ai cũng đòi ăn, ai cũng đòi hốc. Tao hỏi mày tao lấy tiền đâu ra? Thôi, hai bà con không có cãi nhau nữa. Theo ý của dì ấy, bây giờ con tốt nhất là con cứ mang cái vương miện con giả người ta đi. Thế là hết phải khao, hết hoa hậu. Thế cho nó yên. Ba mấy gì mà không muốn thì con mang giả lại được. Bác Quan Trùn ơi, cô Hiền ở nhà không? Ôi dồi ôi, kiếp mày, mấy ngày hôm nay làm cái gì mà cứ kín cổng cao tường ấy. Em dình mãi được hôm nay mới thấy mở cửa ra đấy. Thế có chuyện gì mà sao nhà mình trông lại ảm đạm thế? Chị đấy à? Hai ba con nó cứ đang tranh luận về cái vấn đề vương miện ấy, cái chả là chiêu đãi. Thế thì em bảo là tốt nhất ấy, là cái Nhung mà mang cái vương miện mang giả người ta đi. Thế là hết hoa hậu, hết chiêu đãi. Chết. Quá là thiển cận luôn. Em nói thật với bác nhá, thiên hạ nó phải chạy mất tiền tỷ nó mới có cái danh hoa hậu. Ây thế mà con cháu Nhung nhà mình không mất một đồng một xu nào, tự nhiên lại được làm hoa hậu. Nhưng mà đi giả lại quá là dở hơi. Thế bây giờ thì cô bảo là gia đình chúng tôi phải làm gì? Cô có biết là bây giờ tôi với dì đó cứ ra đến đường gặp ông già bà cả trẻ con là tất cả người ta đều đòi khao, đều đòi chiêu đãi. Tôi nói cô đấy, gia đình tôi có mặt là khuynh gia bại sản. Em nói bác nghe, phiền phức là bởi vì bác chưa biết cách thôi nhá. Riêng con cháu Nhung nhà mình, theo em PR nó, truyền thông cho nó nhá. Thế thì mới khá được. Thế PR như thế nào hả bác? Làm thế nào á? Con cháu Nhung dạ? Đi lên gác, mặc váy vào, đậy cái bưng miệng hoa hậu vào, xong xuống đây cô bảo đi lên đi. Cô bảo thì nghe đi. Con này là nó bướng lắm, cái tầm bách nước cho nó vẫn còn ngang bướng cơ. Em nói bác nghe nhá, bác có thấy con nào trở thành hoa hậu mà nó lại nghèo không? Sau khi đăng quang chỉ một tuần thôi nhá, rộn văn giảng ngay, một bước lên tiên luôn. Con cháu Nhung nhà mình nhá, là nó phải được đọc với cái chỗ đại gia doanh nhân đàng hoàng, chứ không ai để chơi bời với cái phường như là xe ôm ba gác nó vẩn. Này các ơi, các ông đã biết có vụ gì chưa? Vụ gì? Vụ gì? Ui giời ơi, to đầy trời. Là cái con Nhung nhà Quân Chồn nó thi đỗ cái vụ hoa hậu vừa rồi. Mà Quân Chồn đang định bùng khao hội quả này đấy. Bác ấy hồn nhiên, bác ấy toàn đi nghe tin đồn nhảm mất đâu. Làm gì có cái chuyện đấy. Ông Quân Chồn ấy, là ông ấy hứa là ông ấy đã khao hội cái vụ con Nhung làm hoa hậu rồi. Phải. Ui giời, thế thì các bác chả biết cái gì cả. Tối hôm qua, con mụ bích bộp nhà tôi nó lê la về hè nhà Quân Chồn. Nó bắt được tin là Quân Chồn khao họ nhà nó hết tiền rồi, bà đang tính bùng khao hội. Khao họ hết tiền để đòi bùng khao hội á? Ấy thì không có chuyện đấy đâu. Đây này, danh sách này nó lên đây này, 20 mâm.
nhá. 20 mâm quân chùn xác nhận và đồng ý rồi, bác yên tâm. Úi giời, các ông chủ quan lắm. Thằng quân chùn nhá, nó chỉ cần nó giấu cái vương miện đi, nó bảo con nó trượt. Thế cậu ông Sang, nhà nó có còn thịt con Nhung nhà nó à? Bác cứ yên tâm. Em ấy là em đã cử đặc phái viên Thanh Hương, vợ ông Thắng Ao ấy, là sang tận nhà ông quân chùn để bắt con Nhung làm hoa hậu. Ừ. Quân chùn có mà cãi vào mắt. Bác yên tâm. Này, Thanh Hương cũng chuẩn lên sóng ngay bây giờ này. Đúng rồi, chờ đấy. Hello mọi người. Good morning, good night. Nice to meet you mọi người. Mình xin được tự giới thiệu, mình là MC Thanh Hương làm nghề kế toán. Ngày hôm nay mình rất là vui khi được giao lưu và trò chuyện với các bạn. Hy vọng là chúng ta sẽ có buổi trò chuyện thật thú vị nhé. Mọi người ơi! Ê! 500 anh em của mình đâu rồi? Đây! Mọi người nhanh nhanh vào đây để thả tim này, like cho Thanh Hương này. Tại vì chỉ một lát nữa thôi, chúng ta sẽ được gặp gỡ với đương kim hậu Cẩm Nhung, người vừa đoạt vương miện hậu nước mình tại nước ngoài. Đây đây, thả tim đây, thả tim đây, thả tim. Đây đây đây, thả tim này. Đấm vào đây là thả đấy. Cảm ơn tôi, Thanh Hương cảm ơn tôi. Để tôi, để tôi, để tôi. Bà Phan Liệt. Chất lượng thả đâu, thả đây. Đấy, đấy, trái tim đây. Trái tim đấy. Này thì cho mày một cái này. Thả tim rồi đấy. Này. Em cảm ơn bác Quan Trọng, cảm ơn bác Đinh Văn Cường, cảm ơn bác Mai Văn Nhục đã thả tim cho em nhá. Và không để mất thời gian của quý vị nữa thì sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu, đây chính là đương kim hoa hậu Cẩm Nhung. Xin mời cô lên sân khấu. Hoa hậu Cẩm Nhung cao 1m70, số đo ba vòng của cô là 90, 60, 100. Xin mời cô ngồi xuống đây. Các bạn biết không, hoa hậu Cẩm Nhung của chúng ta chính là con gái rượu của ông Nguyễn Quốc Quân Chùn, nguyên là lái xe, nay đã về hưu. Ông Quân Chùn có thể chào khán giả được không? chào khán giả. Và ngồi bên cạnh ông Nguyễn Quốc Quân Chùn là bà Võ Thanh Hiền, là đương kim vợ bé của ông Nguyễn Quốc Quân Chùn, tức dì ghẻ của cô Cẩm Nhung. Quý vị ạ. Này quân chủ có cãi vào mắt. Đây đây đây, mấy bác nhìn thấy chưa? Hoa hậu đấy, vương miện đeo trên đầu này. Hoa hậu Cẩm Nhung của chúng ta hiện đang sinh sống cùng với bố mẹ của cô tại đường Than Thở, quận Lầu Bầu, thành phố Phức Tạp. Và các bạn biết không, hoa hậu Cẩm Nhung của chúng ta đã xuất sắc vượt qua rất nhiều cuộc ứng cử viên sáng giá và nặng ký. Có cô là một tạ rưỡi, thậm chí là 3 tạ luôn. Nhưng hoa hậu Cẩm Nhung của chúng ta vẫn giành chiến thắng tuyệt đối và hầu như là không có đối thủ. Thanh Hương cũng xin được lưu ý với quý vị khán giả là với những cá nhân, đoàn thể, doanh nghiệp ai đó muốn sử dụng hình ảnh của hoa hậu Cẩm Nhung cũng như tìm hiểu cô hậu này thì chúng ta có thể đăng ký trực tiếp vào fanpage cũng như kênh YouTube Phim Hài Bình Minh Phim để tìm hiểu cũng như là có số điện thoại của cô hậu này nhé. Và chúng tôi cần phải đặc biệt lưu ý tới quý vị khán giả, đó là 50 bạn đăng ký đầu tiên chúng ta sẽ có được giảm giá ưu đãi rất lớn. Bác ơi, bác thấy không? Em vừa mới live stream một tí thôi nhá, đấy một lượng view lượng like lên hơn 1000k. Em nói bác nghe nhá, bác mà biết PR sớm cho con cháu Nhung nhà mình nhá thì cái hổng lăng quang em thề bác nó phải gọi là kinh khủng khiếp luôn. Cô Hương này, cô vừa bảo cái gì? Cô bảo là mỗi một cái team này là một người biết á? Vâng. Ôi trời ơi, thế này chẳng được đâu. Mà ngần này người biết thì mai vợ chồng tôi ra đường người ta bắt khao mới chiêu đãi ấy. Thì có mà nhà tôi bán nhà đi à? Thế được chết. Đấy, ôi trời, đấy, đấy. Thấy không? Mẹ có mà bùng vào mắt, công nhận cái ông mưu cao thật. Cao gì? Này, nhá, hôm nọ là em với cả ông Nhục ấy là lên danh sách rồi. Đợt tới này sẽ khao hội là 20 mâm. Đấy, bây giờ mình sẽ tính ăn cái gì. Đấy, ăn cái gì, uống cái gì, ở đâu mới là quan trọng này. Theo tôi ấy, anh em mình là cứ phải sang Gia Lâm, bắt vài con ba, nó sang mồm. Ăn ba lại phải mò sang tận Gia Lâm, xa thế. Thì ở đâu? Này, bác Sành ăn, bác biết cái địa chỉ nó ăn ba ba. Đây, nhà hàng 5 sao, ba ba Sơn Đông, 50-52 Trần Thái Tông, Hà Nội. Đâu, em xem. Đây. Đây rồi. Đấy, ba ba Sơn Đông, 5 sao đây cơ mà. Đấy, mồm anh em mình toàn mồm 4 số 9. Ăn là phải ăn ở cái chỗ nó sang trọng thế này. Đấy, hiểu chưa? Đây, thống nhất là ba ba nhá. Ba ba. Rồi. Bà cái Hương này, hóa ra đây là anh Cao Duy Nhân. Đang còn trẻ mà, chủ tịch một tập đoàn lớn. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Ờ,
Gia đình cũng xin mạn phép là hỏi anh Cao Doanh Nhân là hôm nay là anh hạ cố đến gia đình chúng tôi là có việc gì đấy ạ? Cháu là dân kinh doanh, không quen vòng vo nên đi thẳng vào vấn đề luôn. Cháu được biết em Nhung nhà mình mới đăng quang hoa hậu và đến đây để xin phép hai bác được làm quen, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân với em Nhung. Thì con Nhung nó vẫn có. Cậu nói là đúng ý của gia đình chúng tôi rồi đấy. Ngay từ đầu ấy, chúng tôi cho con Nhung nó đi thi hoa hậu ấy, cốt là để sau này ấy, có gặp được một cái người mà giỏi giang và thành đạt như cậu. Cũng xin mạn phép để hỏi anh Cao Doanh Nhân là thế anh quen con cháu Nhung nhà tôi ở trong trường hợp nào nhỉ? Cháu quen em Nhung qua mạng xã hội. Khi nghe tin em Nhung đăng quang, cháu phải đến đây ngay. Doanh nhân bây giờ cũng nhiều hai bác. Thế em Nhung đâu rồi bác nhỉ? Thì nó... cái Nhung nó đang ở trên gác ấy. Thế thì để tôi gọi em xuống tiếp chuyện anh nhá. Cái Nhung đâu rồi? Xuống nhà có khách nhá. Để anh nghe sơi nước. Dạ vâng, mời anh. Để cháu nó xuống đây chơi. Con đây, ngồi đây con. Cũng xin giới thiệu với cả anh Cao Doanh Nhân, đây là hoa hậu Cẩm Nhung, con gái đầu lòng của vợ chồng chúng tôi. Thì ba xin giới thiệu luôn, đây là Doanh Nhân, Cao Doanh Nhân là chủ tịch một tập đoàn lớn đấy con ạ. Chào anh. Rất hân hạnh được gặp Nhung. Anh là dân kinh doanh, không quen vòng vo nên đi thẳng vào vấn đề luôn. Anh được biết em mới đăng quang hoa hậu nên anh đến đây trước là muốn làm quen, sau là muốn lấy em làm vợ. Ý em thế nào? Em và gia đình có nhu cầu gì cứ để đạt, anh sẽ đáp ứng đầy đủ. Thế tốt quá. Xin lỗi, anh tìm nhầm đối tượng rồi. Ok. Này Nhung ơi, này, bà bảo đã. Con này đúng. Ông biết cái gì mà tham gia, đi ra ngoài cho tôi làm việc. Dạ. Dạ. Rất hy vọng được gặp lại anh. Anh Doanh Nhân này, anh đúng là vừa đẹp trai, vừa thành đạt, lại vừa chịu chơi nữa. Con Nhung nhà tôi ấy, sớm muộn gì thì cũng vào tay anh thôi. Anh cứ yên tâm nhá. Cô có chắc chắn không? Thế anh có chắc là anh sẽ đáp ứng được mọi điều kiện của gia đình chúng tôi không? Cháu là dân kinh doanh, không thích vòng vo nên đi thẳng vào vấn đề luôn. Ý của cô thế nào? Thế ý anh thì định bao nhiêu? Nhung là con của cô nên cô phải đặt tên cho Nhung. Vì anh là dân kinh doanh cho nên là tôi cũng không thích vòng vo. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. 20/4. 20/4 là như thế nào? Cái công mà sinh thành ra con Nhung ấy thì không thể nào mà đong đếm được bằng tiền rồi. Thế còn cái công mà nuôi dưỡng nó lớn mà thành người trưởng thành ấy thì cũng phải đến 15.6 tỷ đấy chứ chả được chơi đâu. Mà đấy là tôi còn chưa kể đến cái công động viên khích lệ này, rồi là cái chi phí về tinh thần để cho con Nhung nó đạt được cái danh hiệu hoa hậu. Cái này để cháu cân nhắc. Thế thì anh cứ cân nhắc đi. Thế nhưng mà tôi cũng phải nói luôn ấy là con Nhung nhà tôi ấy đang nhiều doanh nhân dòm ngó lắm đấy. Chúng con ơi! Ai đây hả? Chúng con có nhà không nhỉ? Con có nhà không đây? Bác Tiến Quang đấy à? Gớm! Hôm nay rồng lại đến nhà tôi không chơi cơ. Vâng, chào cô. Khiếp, từ ngày bác về hưu bây giờ, hôm nay bác mới đến nhà em chơi đấy. Bác ngồi đây uống nước đã. Này, thế tôi hỏi chú Quân nhà mình đâu nhỉ? Ông vừa chạy đi đâu có tí việc ấy mà. Nhưng mà có việc vấn đề gì thì bác cứ ngồi đây bác trình bày với em giải quyết hết. Tôi là người về hưu cho nên là không muốn dài dòng. Chả là thế này, hôm vừa rồi xem tivi bỏ cái chân xuống, tôi thấy cháu Nhung nhà mình ấy trúng hoa hậu. Tôi có hỏi thủ tục với nhà tôi
Thế à, mày đã tán được cái Nhung nhà Trung Quân chưa? Thế thì thằng Tùng Pháp nó có nói là nó đến đây rất nhiều lần nhưng mà toàn bị đóng cửa. Thế cho nên là thôi thôi, thế có cái vấn đề gì thì bác cứ trình bày luôn đi ạ. Vâng, tôi bắt đầu trình bày đây. Hôm nay tôi với cháu Tùng Phiếu sang đây mục đích là muốn xin cháu Nhung nhà mình về làm dâu con nhà tôi để nó quản lý cái khối tài sản của nhà tôi. Rồi tôi không muốn giao cái khối tài sản của tôi cho một đứa con dâu mà tôi không biết rõ nguồn gốc, vì tôi không tin tưởng được. Cháu Nhung nhà mình ấy thì tôi biết rõ nguồn gốc, nó là con của chú Quân và tôi biết nó từ khi nó còn bé tí thế này này. Bác cứ nói thế chứ vợ chồng nhà em thì cũng quan trọng gì cái vấn đề tài sản đâu. Thế nhưng mà tài sản nhà bác là những cái gì ạ? Nó gồm một căn nhà trị giá khoảng 3 tỷ, một chiếc ô tô và khoảng 1 tỷ rưỡi, thôi cứ gọi cho là 2 tỷ đi, tổng cộng là 5 tỷ, cộng với số tiền mặt tất cả là 9 tỷ, tròn 9 tỷ. Báo cáo với bác ấy là vợ chồng nhà em ấy cũng rất là quý cháu Tùng Phễu. Thế nếu mà cháu Tùng Phễu ấy mà được về làm rể nhà em ấy thì vợ chồng nhà em cũng yên tâm quá. Ôi, thế thì tốt quá, tốt quá. Thế là con dâu của tôi đâu nhỉ? Gọi nó xuống đây. Thế thì bác cứ ngồi xoay nước đã để em gọi cháu nó xuống nhá. Hoa hậu Cẩm Nhung ơi, xuống chào bác Tiến Quang một câu nhá. Kìa cái Nhung, con chào bác Tiến Quang đi. Con chào bác Tiến Quang ạ. Ấy, không được. Dì Hiền đã đồng ý rồi. Bây giờ con phải đổi lại cách xưng hô từ bác sang bố nhá. Nhưng bây giờ chết nhá. Dì Hiền đã đồng ý gả em cho anh rồi đấy. Anh bàn với ông bố rồi, tuần sau mình cưới nhau luôn. Hai vợ chồng mình sẽ có 9 tỷ. Thế là thế nào ạ? Tức là em với anh là sẽ là vợ chồng của nhau. Anh Tùng Phễu, em nói với anh bao nhiêu lần rồi là em với anh chỉ là bạn thôi. Bạn là bạn thế nào? Dì Hiền đã đồng ý cho em lấy anh rồi còn gì nữa. Thế à? Thế anh đi mà lấy dì Hiền. Ok. Ô, này. Ok. Này. Con bé này, ăn mới chả nói. Thế là thế nào hả cô Hiền? Bác ạ, con thì con em. Thế nhưng mà của nó, bây giờ Hoa hậu Cẩm Nhung đã không đồng ý rồi thì em đến nước phải chiều theo ý Hoa hậu thôi ạ. Chiều theo ý Hoa hậu à? Bây giờ luân lý đảo lộn hết tất cả rồi. Bố mẹ nghe theo lời con chứ không phải là con nghe theo lời bố mẹ. Hoa hậu không đồng ý hả? Được rồi. Chào. Ô kìa. Này, bác Tiến Quang. Đây, anh doanh nhân thấy đấy. Cái con Nhung nhà tôi bây giờ ấy, nó rất là nhiều doanh nhân dòm ngó chứ không riêng gì anh đâu. Cái bác vừa rồi ấy là sếp của ba nó đấy, thần thiết lắm. Nếu mà anh mà không cân nhắc nhanh lên ấy là lát nữa ba nó về ấy, ba nó gả luôn cho người ta thì tội đến chịu. Thôi được rồi. Việc này giữa cháu và gia đình cần phải có một cái hợp đồng. Em bây giờ em phỏng vấn bác Nguyễn Quốc Quân Chủ nhá. Thế bây giờ bác còn mong muốn có một thằng con trai nữa không? Mong chứ. Tôi nói các chú nghe này, bây giờ mà tôi có thêm một thằng con trai thì nhà cửa nó có vẻ cứng cáp hơn. Ui, bác đúng là ấu trĩ thật, giờ này vẫn còn trọng nam khinh nữ. Bây giờ em hỏi bác nhá, ở cái khu phố này có ai được hạnh phúc như gia đình nhà bác không nhá? Ở Việt Nam này, thậm chí là em chấp cả thế giới này thôi, có mấy được con hoa hậu, đúng không? Đúng rồi. Mà nhà bác là đã chiếm một con rồi, bác còn muốn cái gì nữa? Đấy, nhà bác bây giờ mới gọi là tuyệt vời, quý đấy. Em nói thật với bác đấy. Còn đứa con trai nó vẫn hay hơn chứ các chú. Bác quan điểm thế là bác sai. Không, nói như đúng là như thế. Lăn kéo đầu, trung mặt mày đần thối ra. Mình là người cút tiên lâm. Thủ trưởng, thủ trưởng ơi, em đây. Quân phòng. Vâng, chính em. Thủ trưởng đi đâu đấy? Đến nhà cậu chứ còn đi đâu nữa? Đến nhà em á? Chứ mời thủ trưởng vào đấy. Thủ trưởng ngồi đi. Giới thiệu với thủ trưởng. Đây là chú Nhung. Đây là chú Trọng. Hai chú này là chuyên viên cao cấp của hội sợ vợ bọn em. Thế còn giới thiệu với hai chú. Đây là bác Tiến Quang, thủ trưởng cũ của tôi. Chào. Chào thủ trưởng ạ.
Vâng, chào bác. À, tiện đây tôi cũng giới thiệu, đây là chú Quân, nguyên lái xe riêng cho tôi. À thế ạ. Ờ, thủ trưởng ạ. Thì sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế? Trời ơi, rồng tôm dề. Bây giờ giá trị đảo lộn hết cả rồi. Rồng rụng hết râu thành tôm. Mà chú ấy, chú mới là rồng. Úi giời ấy, thủ trưởng cứ nói thế em tổn thọ chết đi được. Thế à, chú còn nhớ cái lời hứa của chú với tôi khi mà chúng ta cùng một cơ quan không? Chú hứa là chú gả con Nhung nhà chú cho thằng Tùng Phễu nhà tôi, đúng không? Em có... À đúng rồi, em có nhớ một lần là em hứa với thủ trưởng như thế. Ừ. Mà cho đến tận bây giờ ấy, là em vẫn luôn mong muốn cho hai cháu nó gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và quan hệ với nhau. À, chả thế mà mấy lần là em với cả cháu nó đây này, xích mích tí với nhau. Tại chú cả cháu trước ấy. Này im đi, trẻ con nói leo. Chuyện lớn. Thế tại sao bây giờ, vâng, cô vợ chú lại phá tan cái lời hứa của chú với tôi? Thế là thế nào? Thế ạ? Ủa thế thì em làm sao em biết được? Đây, tôi nói với chú, thằng Tùng Phễu là thằng con trai duy nhất của tôi, nhưng mà nó chưa quan trọng. Quan trọng là đi theo nó ấy, là một khối tài sản. Tôi không muốn cái khối tài sản ấy của tôi đến một đứa con dâu mà tôi không quen biết, tôi không hiểu gì về gia đình nhà nó, để rồi nó phá nát cái đống cái khối tài sản ấy của tôi. À, mà tôi chỉ tin có con Nhung nhà chú. Con Nhung nhà chú mới là đứa con dâu có thể quản lý cái khối tài sản ấy của tôi. Thủ trưởng ơi, thế cái khối tài sản của thủ trưởng ấy nó gồm những cái gì ạ? À, đây, bây giờ thì tôi nói thật. Vâng. Cái khối tài sản của tôi ấy là nó gồm một căn nhà khoảng 3 tỷ, một cái xe khoảng 1,5 tỷ, tôi cứ cho là 5 tỷ đi. À, tổng cộng tất cả là tròn 9 tỷ. Ôi dồi ôi, tôi muốn con Nhung nhà chú quản lý nó cho tôi. Thế thủ trưởng ấy nhiều tài sản thế. Mà ngày xưa thì em có lần em bảo là thủ trưởng cho em vay 20 triệu để em sửa nhà. Thủ trưởng ấy bảo lấy đâu ra mà lắm thế. Ôi, chú đúng là không có tư chất lãnh đạo. Làm người lãnh đạo chân chính ấy là khi còn đang đương chức ấy, có bất cứ thứ gì cũng không được để lộ cho ai biết. Luôn luôn là tay trắng, không có gì, thế mới làm lãnh đạo được. Và đến khi mình hạ cánh an toàn rồi thì mình mới bộc lộ, à, mình có gì, có cái này, có cái kia. Đấy mới là người lãnh đạo chân chính. Chú đã hiểu chưa? Thế bây giờ tôi hỏi chú, cái chuyện con Nhung nhà chú với thằng Tùng Phễu nhà tôi, chú quyết như thế nào? Nói thật với thủ trưởng là 9 tỷ của thủ trưởng là em hơi sốc. Thủ trưởng cho em xin 1 phút để em xin sự tư vấn của hội viên cao cấp bên em tí nhá. Ừ. Ờ, chú Nhục này. Ờ, thế từ đấy chú có nghe chuyện của tôi với thủ trưởng tôi không ấy? Em nghe là không sót câu nào. Ờ. Thế bây giờ chú cho tôi xin cái ý kiến với cả cái sự tư vấn của chú về cái việc của hai cháu nó xem thế nào nào. Em ý, với tư cách là một chuyên viên cao cấp của Hiệp hội Sợ Vợ Toàn Cầu thì em cũng mạnh dạn em khuyên bác như thế này. Bác ấy là bác phải cho cái Nhung, gả cái Nhung cho tiến quan. Trước đây ý, thì đồng ý là nó không môn đăng hộ đối, một bên là thủ trưởng, một bên là lái xe. Bây giờ về hưu thì thằng nào cũng giống thằng nào thôi, đúng không? Cho nên bây giờ bác có gả là tuyệt đối môn đăng hộ đối luôn. Thủ trưởng ạ. Cháu ơi, thế này, em cũng tham khảo ý kiến của anh em ở hội. Thì hội ủng hộ. À, vâng, thì em cũng đồng ý thôi. Ồ, vâng, thế em nhất trí với thủ trưởng. Nhất trí nhá. Nhưng mà cô Hiền, chú ấy, cô ấy có đồng ý cháu đâu. Cái thằng này biết cái gì mà tham gia vào đây. Bác Quân đây này mới là cha đẻ của cái Nhung. Ừ. Cái cô Hiền thì có liên quan gì máu mủ gì và cái Nhung mà tham gia vào đây. Ừ. Từ chối mà không từ chối. Mà bác Quân bây giờ là bác là đặt một phát là cái Nhung nó phải ngồi luôn, chứ không thì để cho nó phát triển tự do dân chủ như thế được. Thôi em cứ xác định là đặt luôn mà thủ trưởng luôn. Rồi, vâng, đặt nhá. Vâng. Ê, không phải bắt tay là xong đâu. Bây giờ em tư vấn cho hai bác như thế này. Hai bên đã đồng ý rồi thì phải làm cho em một cái giao keo để gọi là cái thủ tục sau này tránh những cái phiền hà không cần thiết. Dạ vâng. Kiện có cái gì đâu thì kiện tụng thì lại đưa ra tòa. Ừ. Ra tòa thì là em xử chứ ai, đúng không ạ? Không sao. Vâng. Thế thì coi như công việc của hai bên thông gia như thế là xong. Rồi. Vâng. Thì thay mặt cho hội những người đàn ông sợ vợ, đại diện cho bên họ nhà gái thì cũng có một số ý kiến với họ nhà giai thế này.
nó cũng là cái gọi là cái nguyên tắc bất thành văn mà bác Tiến Quang ạ. Vâng, nó không có vấn đề gì gây gớm cả. Tức là cái quy định của hội là cứ sau một cái giao dịch hoặc là một cái thành công gì đấy thì là bên chủ đầu tư, sau đây gọi tắt là bên A. Rồi. Vâng, tức là bên bác ấy. Vâng, tôi bên A. Vâng, thế sẽ tạo điều kiện cho bên B một cái bữa nhậu. Thì có khi là mát rời này ta làm bữa thịt chó nhục nhỉ. Sao lại thịt chó? Nóng mỏ mẹ. 9 tỷ đi ăn thịt chó. Làm món cá lăng cho mát. Vâng. Thì kính thưa họ nhà trai, thể theo nguyện vọng của bên họ nhà gái thì họ nhà gái cũng gọi là đề nghị họ nhà trai sắp xếp cho bữa cá lăng cho nó mát ạ. Tôi có ý kiến thế này, cái vụ cá lăng mà thì tôi xin thay mặt họ nhà trai là tôi đồng ý ạ. Này. Lưới leo. Ai trả tiền? Họ nhà trai chúng tôi hoan nghênh cá lăng thôi. Xin mời. Dạ vâng. Tại sao lại bày ra nhiều như thế này? Như thế này là rất lãng phí của công. À mà không, thời điểm này là lãng phí của tôi. Báo cáo với thủ trưởng là về cái phần khánh tiết này là ở bên tổ chức, ở bên hội bên em. Chú Trọng này. Thủ trưởng dạ, báo cáo bác Tiến Quang là như thế này. Vâng, giới thiệu với bác đây cũng là cái tổ sinh hoạt của bọn em. Đấy, hội sợ vợ chúng em là việc lớn việc bé là bọn em đều đến đây liên hoan hết đấy ạ. Dạ, cũng báo cáo với bác là nhà hàng Cá Lăng Thùy Linh ở 52 Trần Thái Tông ấy, là địa chỉ tin cậy số 1 Hà Nội đấy ạ. Còn riêng cái món cá lăng nhé, em đảm bảo với bác luôn là ngon nhất Việt Nam. Không, nhưng mà ý tôi là không, ý của bác là ý của bác không hiểu rồi. Nếu mà bác lăn tăn ấy thì không vấn đề gì cả. Khi bữa này là hội sợ vợ chúng ta lo. Thế còn sau này thì cháu lo Cẩm Nhung ấy về là con dâu của nhà bác ấy thì bác lại tổ chức một cái buổi linh đình hơn thế này, nó to hơn thế này cũng tại đây. Thế này chú Trọng ạ. Vâng. Nếu hoa hậu Cẩm Nhung mà về làm con dâu chúng tôi ý, thì đó là điều rất vui sướng. Cái bữa này là tôi lo. Và tôi có một ý kiến nhỏ thế này. Vâng. Mỗi tuần chúng ta sẽ tổ chức một lần gặp mặt ở đây, cho hai bên càng vui vẻ, hiểu nhau hơn, đúng không? Ui, thế thì tốt quá. Vâng, thì trước khi vào bữa tiệc thì em cũng xin có mấy lời như sau ạ. Vâng, kính thưa quan viên hai họ. Vâng, đại diện cho họ nhà gái, thay mặt cho hội những người đàn ông sợ vợ, thì em xin được cảm ơn bác Tiến Quang đã sắp xếp cho hội sợ vợ chúng em một bữa cá lăng tươi. Vâng, cũng như cái lời phát biểu của bác Tiến Quang vừa rồi, là sau khi bác tiếp nhận cháu hoa hậu Cẩm Nhung về làm dâu con nhà bác thì mỗi tuần hội chúng ta lại được bác Tiến Quang thủ xếp cho một bữa giống như ngày hôm nay ạ. Ý bác thế nào ạ? Vâng, nhất trí. Tôi đã nói là người lãnh đạo không bao giờ nuốt lời hứa của mình. Bác Quân. Dạ. Bác có ý kiến thì bác phát biểu luôn đi. Có chứ. Em đề nghị là bác phát biểu nhanh nhanh thôi. Rồi. Mọi người đây là bộ vội lắm anh. Không biết cả. Dạ, kính thưa thủ trưởng, kính thưa các quan khách bên nhà giai, em thì em xin có một cái ý kiến ngắn gọn thế này thôi ạ. Khi mà thủ trưởng đã tiếp nhận con cháu Nhung rồi ấy, thì em nghĩ là nếu mà nó hư ít thì thủ trưởng cứ dạy nhiều ạ. Còn cháu nó hư nhiều thì thủ trưởng dạy nó ít thôi ạ. Và đặc biệt là còn một điều nữa là em mong rằng là khi mà bên nhà gái đã bàn giao cháu Nhung cho bên nhà thủ trưởng rồi ấy, thì cũng mong muốn là thủ trưởng đừng có giả lại. Thôi thì đã đạt được thỏa thuận rồi thì em cũng hướng dẫn với hai bác luôn. Sau đây là hai bác về làm cho em một cái bản cam kết, tức là bác Quân là sẽ ký ở cái bên bàn giao con gái,
và bác Tiến Quang sẽ ký ở cái bên gọi là nghiệm thu con dâu, để tránh cái chuyện sau này có cái điều tiếng gì đấy không hay thì lại mang ra tòa xử. Em xử chứ ai. Em nghĩ là thôi bây giờ ta cũng vào việc thôi. Xin lỗi, trước khi chúng ta nhập tiền thì tôi cũng có một ký ý kiến rồi. Vâng, bác nói nghe với mọi người. Rất cảm ơn họ nhà gái đã tiếp nhận cái bữa cơm thân mật của họ nhà trai chúng tôi. Thế bây giờ mời tất cả cùng nâng ly. Giới thiệu với thủ trưởng ạ, đây là anh nhà em, tức là mẹ của cháu Nhung đấy ạ. Đấy, mẹ của hoa hậu đấy ạ. Cái gì đây? Đây là bên nhà giai, bên nhà thủ trưởng chiêu đãi bên nhà gái với cả vợ sợ vỡ. Vụ này là nhân dịp tôi đồng ý gả con bé Nhung nhà mình cho thằng Tùng Phễu nhà thủ trưởng cũ của tôi. Ô, tôi chết rồi. Hả? Thế này thì ông giết tôi rồi. Sao lại giết? Làm sao mà ông lại đồng ý? Khổ lắm, bà chả hiểu lại. Nhà thủ trưởng có một khối tài sản trị giá 9 tỷ. Trời ơi, sao mà ông biết hả? Ông quân trồn. Ôi, lúc trước ấy, thủ trưởng còn bảo với tôi 13 tôi không đồng ý. Thế mà ông lại đồng ý 9. Tôi nhỡ rồi. Ủa, cái này tôi tiếp. Mời cô. Dạ, bác xếp ạ. Vâng. Dạ, ngày xưa ấy, thì anh nhà em có đi làm tài xế cho bác cũng biết rồi đấy. Có cái tính là cầm đèn chạy trước ô tô. Thế thì hôm nay em cũng xin được báo cáo với bác một việc tế nhị. Là cái Nhung nhà em nó cũng có nơi có chốn rồi. Thế em xin bác bỏ qua cho vợ chồng em ạ. Có nơi có trốn rồi à? Dạ. Thủ quân. Dạ. Thế này là thế nào? Dạ, báo cáo thủ trưởng là tuy là em đẻ ra cháu nó thật đấy, nhưng em chính lại là thằng bị động. Bị động à? Thủ phải không? Dạ. Thủ ơi, ở đây toàn cá ngon, cá lăng đấy, thơm phức mũi, con chưa được miếng nào. Trẻ con, mới leo. Về. Tiến Quang về à? Tiến Quang về à? Cá lăng ngon như thế mà. Tất cả là tại ông. Này, thôi đi. Thôi đi. Chắc là bên họ nhà giai là họ bận, họ về tiếp. Thôi nhưng không sao. Thôi thì cứ coi như cái bữa hôm nay là vợ chồng bác Quân mở hội. Coi như khao cháu Nhung với họ hội. Dạ sao lại là vợ chồng tôi mới? Thôi gì? Chết thôi. Ba cái Nhung ạ, không phải lo cái gì cả nhá. Cứ mời hội ăn uống cứ thoải mái đi. Hôm nay tôi mời. Đấy. Đấy. Chúc mừng anh chị. Ông ơi, hả? Cho thuê cái xe làm điện nhanh khẩn trương. Ồ, cháu thuê xe à? Ừ. Ôi, thì chết rồi. Sao? Xe khách người ta thuê rồi. Cháu chịu khó đợi nửa tiếng nữa. Người ta về thì lấy mà đi chứ thuê mướn cái gì. Giấy. Vợ ơi, ông Trọng ông ấy cho khách thuê mất cái xe làm điện rồi. Vợ chịu khó chờ nửa tiếng nữa nhá. Sao lại xe điện? Bảo mua xe máy xịn rồi cơ mà. Thì mua rồi. Xe đâu? Ôi trời, khổ quá. Ông bố ông ấy cẩn thận, ông ấy mang xe đi đăng ký, mà ông ấy phải chờ là bấm được cái biển đẹp ấy, thì ông ấy cho đi cơ. Vợ chịu khó chờ nửa tiếng nữa nhá. Cái gì? Nửa tiếng á? Nửa tiếng nhớ hết việc của tôi rồi. Ra gọi taxi nhanh lên. Cái gì? Taxi á? Cháu ơi. Hả? Cái gì cháu? Cho vay 300. Thế nhưng mà cháu... Khổ quá. Thằng này nợ thằng này 1.8 triệu, thằng này nhớ rồi. Thằng này không bùng một thằng này đâu mà sợ. Nhanh lên. 300. Thế là đi bao nhiêu nhỉ? 1.8 triệu với cả 300 là đi 1.9 triệu, 2 triệu, 2.1 triệu. Đấy, có 2.1 triệu thì không biết tính à?
đây lên đấy chắc chỉ hết 100 thôi nhỉ. 100 là trăm thế nào? Con này còn đi 300 thôi. 300 á? Thế thôi vợ để anh gọi xe ở đây quen đi cho rẻ nhá. Ai gọi thì được đấy. Mà này, lên giặt nốt quần áo đi nhá. Làm ấm trà ngon uống đi Trọng ơi. Đó là từ Cháu Hiển đấy à. Ừ, trà chú vừa pha xong. Làm ấm mới đi. Nó khổ quá, trà chú vừa pha xong mà. Thế thì mới bảo làm ấm mới đi. Đây này, trà chú vừa pha xong, cánh nó còn chưa kịp nở thế này. Thế gió đây. À, nghe nói bác Giang Cám bác vừa sắm cho thằng Cháu Hiển cái xe máy xịn đẹp lắm à? Xịn, cũng là xe máy mồm. Sao lại xe máy mồm? Này, cái hãng xe máy mồm nó là cái xe hãng gì nhỉ? Nó là cái hãng của mồm ông Giang Cám ấy. Hứa lên như xuống từ năm ngoái rồi đã mua đâu. Thế mới biết là thằng Cháu Hiển có ông bố làm sếp, nhưng mà thằng cháu thiệt thòi thật ấy. Sếp, cũng mà là sếp khó. Này, chính cho bác Giang Cám này là bác ấy chứ còn bác mà biết kiếm tiền ấy, thì đợt tới này chú đảm bảo là ông Giang Cám có mỏ hốt bạc. Hốt bạc á? Ờ. Hốt bằng cách gì? Ô thế cháu không biết gì à? Tới đấy là toàn bộ cái khu này nhá, là người ta phá đi hết, người ta xây chung cư cao cấp nhá, mấy tòa cơ. Hiện nay dân ở đây là người ta đang gọi là tách hết cả sổ ra, được chưa? Xong người ta phải nhờ ông Giang Cám là xác nhận vào. Đấy, thế lúc đấy có mà thằng cháu có mà muốn mua ô tô đẹp cũng được chứ đừng nói là xe máy đẹp. Thật không? Thật chứ gì nữa. Ừ. Thế nhưng mà bây giờ kiếm bằng cách gì? Nếu như thằng cháu muốn ấy, chú sẽ sáng tác cho cháu một cái kịch bản phải nói là hoàn hảo luôn. Này, cháu cứ thực hiện đúng kịch bản, lúc ấy cháu muốn mua ô tô đẹp chứ còn máy bay đẹp cháu mua được. Làm bằng cách nào? Chú bày cách cho cháu nhưng mà chú phải có một cái điều kiện. Nói. Điều kiện thứ nhất ấy, là thằng cháu phải thanh toán cho chú hết cái tiền mà cháu nợ. Còn điều kiện thứ hai ấy, là thằng cháu ít tuổi, thằng cháu trẻ mà chú thì già rồi. Thì cháu ăn nói với chú cho nó lễ phép. Chứ cháu cứ hỗn hào, chú cháu cứ sách mé như thế thiên hạ người ta nhìn chú người ta cười. Thôi được rồi, thằng ấy chấp nhận. Nói đi, nói luôn đi. Thế thằng cháu nợ chú bao tiền nhỉ? Thằng này nợ thằng này 2,1 triệu, thằng này nhớ rồi, không bùng đâu. Thế thì tiền của chú đâu? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Mười từ 200 là bao tiền nhỉ? Mười từ 200 nó là 2 triệu. Đây, 2 triệu cộng với cả một từ 200 nữa là tròn 2,1 triệu xong nhá. Thế nếu thế thì của cháu vẫn còn 100. Đúng rồi. Giả lại 100 đi. Đây, của cháu đây. Xong nhá. Ừ. Nói đi. Hiểu chưa? Đấy. Tôi mà làm theo cách của ông nhá, mà không được việc nhá, là ông chết với tôi. Tao lại tạt chết cha cái thằng Hiển Cám này bây giờ. Tao vừa mới nói mày thế nào? Hả? Tao bảo mày bây giờ tao già cả này mày ăn nói hốt ảo kiểu gì đấy. Phản ứng à? Này, mày có muốn xe máy đẹp không? Hả? À, mày có muốn mua xe máy đẹp không? Có. Láo lếu đấy, vừa nói rất mồm xong thì bố láo tuét, bố mày không biết dạy mày. Chú Trọng bình tĩnh. Cháu xin lỗi. Thôi được rồi. Tao nói như thế thì mày cứ về mày thực hiện đi. Vâng. Nhá, đừng để tao thu hồi bản quyền kịch bản là mày chết với tao. Rồi, cháu thực hiện ngay. Rồi. Thế chú bình tĩnh nhá. Cháu lấy luôn. Ừ. Thực hiện luôn nhá. Ừ. Mà Hiển này. Dạ. Chú nhờ cái. Từ sáng giờ chú chưa mở hàng. Có khi là ông Giang Cám là ông ấy thích ăn thạch. Mày mở hàng cho chú một thùng nhá. Một thùng luôn á? Ừ, xong. Bao tiền ạ? Thôi mà cứ đưa chú 300. 300. Ừ. Đây, 300. Chú xin. Ê, cháu lấy cái thùng này nhá. Cháu cứ bê đi. Đố ai định nghĩa được chữ yêu. Có khó gì đâu một buổi chiều gặp em ở phố nhà tiêu, nhường em vào trước, thế là yêu. Yêu.
ông Bô ký vào bộ hồ sơ này để thằng này con đi xin việc. Thằng này dạo này khá quá nhỉ. Thế định nộp hồ sơ vào ngành nào đấy con? Ngành ăn cắp. Cái gì? Không tin à? Đọc hồ sơ thì biết. Hả? Bố có để cho mày phải đói khát, thiếu thốn gì mà mày phải đi làm người ăn cắp hả con? Ôi giời. Đói chả đói, khát chả khát. Nhưng mà thiếu thì nhiều lắm. Ông bố hứa mua cho con xe máy từ đầu năm ngoái, bây giờ đã mua chưa? Bố vẫn nói, từ từ rồi bố tính. Đủ một cái, mày đòi mua cái xe máy mấy chục triệu, bố lấy đâu ra bây giờ? Thế ông bố làm quan làm đếch gì? Bọn bạn con bố chúng nó cũng làm quan hết kìa, chúng nó có thiếu cái gì đâu. Bố chỉ làm mõ chứ làm quan bao giờ đâu con. Ông bố làm mõ gõ ra đầy tiền, sao không đi gõ mõ kiếm tiền mua xe cho thằng này đi? Hiện này thu nhập của bố cộng với tiền lương hưu cũng chỉ đủ trang trải cho gia đình. Còn tiền mua xe máy từ từ rồi bố tính. Tôi không có tính toán cái gì cả. Ông bố ký vào kia đi để thằng này còn đi ăn cắp. Mày làm thế này thì mất hết danh dự của bố. Bây giờ bố chưa có tiền thì biết đào đâu ơi. Một là ông bố nghe theo con thì vài trăm triệu kiếm cũng dễ. Bằng không ấy nhá, thì thằng này sẽ đi theo con đường trong bộ hồ sơ kia. Chọn đi. Như thế nào? Nói bố nghe xem nào. Úi, không được. Không được. Làm thế này mang tiếng chết. Ông bố yên tâm, vô tư đi. Cứ làm theo cách của con đi. Không sợ mang tai mang tiếng gì cả. Mà làm cái này thu nhập lại cao. Tóm lại là không được. Ký đi. Ký nhanh lên, thằng này còn đi ăn cướp. Thôi, nốt lần này, bố chiều con nốt lần này nữa. Thế giờ em có nói cho ai bác nghe nhá. Sắp tới mà cái chung cư cao cấp nhà mình mà nó hoàn thiện đấy, úi giời, như cái tiêu chuẩn của em với bác hai suất là diện tích của nó phải tầm 300 m². Cái sự diện tích thì nó cũng bình thường thôi. Cái điều mà em vui nhất là cái khuôn viên. Mọi người bà con là tha hồ là chiều đấy là tập thể dục thoải mái. Hình như là trong chung cư nó có cả cái bể bơi ấy. Thế à? Em cứ tưởng tượng ra cái cảnh bác Bích chiều chiều cái diện bikini nhảy xuống bể thì cái chú này nước dành lên sàn trọng quá nhỉ. Tội chỉ ước mơ cái chỗ rộng rộng để treo tranh thì thôi rồi luôn. Mơ ước của bác quá nhỏ nhoi, lần này bác thực hiện luôn đi. Chú Nhục ơi. Dạ. Chú cho tôi hỏi thăm chú tí. Nhà tôi có 4 người, bây giờ tôi tách ra làm 4 khẩu rồi có được không hả chú? Được quá đấy chị. Thì bác tách chưa? Chưa tách đúng không? Chưa. Chết, sao lại giờ này còn chưa tách nữa thì bác phải khẩn trương làm cái việc đấy luôn đi. Dự án người ta lên hết cả rồi. Tôi mới nộp cái giấy xin xác nhận lên nhà bác Giang Cám thôi chứ. Chứ chưa có tách tiếc gì cả. Ok à? Ừ. Ôi dồi ôi, thế thì bác phải khẩn trương về tách ngay đi nhá. Vâng. Này, chú Nhục ơi, như nhà tôi ý, bây giờ tôi mà đón mẹ con mỡ lên đây ý, thì có được là 2 khẩu như vậy chú nhỉ? Có chứ, à? Tách tốt. Thế à? Cái điều quan trọng ấy là bác Giang Cám nhà em ý, bác phải ủng hộ vợ chồng bác nhá. Bác phải mang cái đơn đấy lên, xong rồi bác Giang Cám nhà em bác đi xác nhận vào đấy thì may ra mới được. Rồi. Thế bác đã gọi mẹ con nhà cái mỡ lên chưa? Chưa, tôi chưa đón. Tôi đón ngay lên cho con gì nữa. Này, nghe chú Nhục nói gì chưa? Nghe rồi. Nói gì? Thì về quê đón mẹ con mỡ lên để tách khẩu. Ô hay, thế không về đây đón nên còn đứng đây làm cái gì nữa? Đi luôn bây giờ á? Ừ. Giờ này làm gì có xe mà về quê. Thôi để đến chiều. Ôi giời. À này chú Nhục ơi, chú tôi lại hỏi cái danh sách mà hôm trước tôi nộp cho bác Giang Cám ấy, với cả cái đơn của tôi ấy, thì bác ấy đã để ý gì đến cho gia đình tôi chưa hả chú? Cái vấn đề này thì em cũng không rõ lắm đâu, nhưng theo em được biết thì bác Giang Cám nhà em ấy đợt này là bác ấy rất bận họp với cả cái chủ đầu tư ấy, để sớm hoàn thiện được tất cả các hồ sơ. Đấy, việc này là bác phải nhanh chóng để bác thúc đẩy nhá. Thì chú giúp tôi, chú nói với bác thì nó khẩn trương lên. Bác ơi, anh yên tâm. À, anh ơi, thế nhà mình đã xong xuôi chưa nhỉ? Giờ này mà chưa xong để có mở ăn cám à? Tôi á lo xong từ tuần trước rồi. Ô, này Nhã ơi, Nhã cho chị hỏi vợ chồng Nhục Nhã làm thế nào mà nhanh đấy? Ô, mà thể lệ là bao nhiêu? 3 triệu một sổ, thế thôi. Có 3 triệu một sổ tôi đấy. Thế thôi á. Công nhận là cái bác Giang Cám nhà em là bác ấy sống tỉnh nghĩa. Tình là nghĩa xóm thì có cái giá 3 triệu. Nên em nói thì các bác cũng phải khách. Bao giờ cũng có cái giá. Chết rồi. Bác Giang làm sao thế này? Hả? À?
Hả? Hiền bố làm sao thế này? Ôi trời, chết rồi. Bố làm sao đấy cháu? Mặt bằng tái mét này. Bố cháu ốm nặng. Bây giờ cháu phải đưa bố cháu đi cấp cứu. Ôi trời ơi, sao không gọi xe cấp cứu nhà cháu đi? Nhà cháu hết tiền rồi. Thôi gọi cho. Thôi thôi thôi, không kịp đâu, cháu đưa bố cháu đi đây. Ôi trời ơi. Này, Thuận Lục ơi. Bác Giang Cám này, bác đi mệt thế này lâu chưa? Em cũng không biết. Chiều hôm qua là còn ăn cơm với cả vợ chồng em. Thế à? Đến tối là đi họp với cả cái đội chủ đầu tư dự án trung cư cao cấp. Chắc là mới thôi. Thế này thì được rồi. Thôi bây giờ thế này nhá. Tôi phân công ông Nhục cái công tác ở đây. Ông thay mặt hội đàn ông những người sợ vợ toàn cầu nhá, ông thành lập một cái đoàn công tác phi thẳng đến viện để thăm viếng bác Giang Cám. Ủi phủi cái mồm. Thăm viếng. À quên. Thì thăm hỏi. Hỏi nhá. Hỏi. Thực ra là bản thân tôi, cá nhân tôi đến đây là tôi không có nhà cửa ở đây. Tôi đến đây tôi chỉ thuê mặt bằng thôi. Thế còn công các bà mới là có quyền lợi ở đây, chuẩn bị có cái chung cư cao cấp ấy. Nếu mà bác Giang Cám bác không phê duyệt và diện tích ở của từng người một mà thì còn lâu không các bà mới làm được. Biết rồi. Tôi biết là như thế. Chú Nhục ơi, ơi chú con chung sao, sao 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 sao? Họ bảo bệnh viện họ bảo thế nào? Sao? Bệnh viện giả về. Ôi giời, sao lại bảo về? Thế thì họ hết thuốc à? Không. Họ còn nhiều thuốc lắm nhưng mà họ không cho uống. Ôi trời. Thế là bệnh nặng lắm à? Vâng, bố cháu gần 90 cân rồi. Cái thằng này, cái thằng này đang hỏi là bệnh tình nặng hay không rồi đấy. Này này, thế bây giờ cái danh sách mà để ấy thì bây giờ bác cái ốm thế này thì làm thế nào? Em biết đâu. Huệ, vợ chồng mình về khẩn trương để làm công việc viên tâm. Đầu tiên mình đi. Đi. Về luôn. Anh ơi, vợ chồng mình lên luôn. Đứng lại đây để tôi vào tới một túi quả đã. Hay quá hay. Phải nói là ông Vu diễn sâu phết. Chuyện chẳng có bao giờ. Thế mà ốm như thật. Này, cái lúc mà đi qua quán Lão Trọng đó, lúc ông Vu rên lên mà con cứ tưởng ông Vu đi luôn lúc đấy cơ. Hả? Bản thân mình cũng mau nước mắt. Khóc như cho cồn. Mày làm tao mất hết sĩ diện. Gì? Liệu mọi người có biết tao giả vờ không? Trời, làm sao mà biết được? Bản thân con là đạo diễn tay cầm kịch bản đây còn không biết, huống chi là người ngoài. Có tiền thôi. Có tiền thôi. Tiền đâu? Ông Bồ nằm xuống. Nhớ nhá, là phải diễn sâu như lúc này, nghe chưa? Ngập 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 luôn cái này vào. Nhớ chưa? Chú Hiệp, thế tình hình sức khỏe của bố thế nào rồi? Yếu lắm. Chắc là đợi giờ đẹp là đi thôi ạ. Tôi chết. Anh Giang ơi là anh Giang ơi. Mới ngày nào anh em một ngồi chén chú chén anh với nhau. Sao bây giờ anh lại đến nông nỗi này? Hiệp, thì bố mày bị thế này lâu chưa? Mà không thấy báo gì cho cô chú hả? Đấy thì bố cháu cũng đột xuất nên là có kịp báo cho ai đâu ạ. Mà tối hôm qua rõ ràng hai bố con vẫn còn tranh nhau con gà. Bố cháu còn ăn 7-8 mắt cơm. Chắc là do đêm qua ông ấy mải làm cái xác nhận diện tích nhà ở cho từng hộ trong tổ. Đâm ra là mệt quá nên quỵ hay sao ấy. Giang ơi, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Không phải cái gì không thuốc vào mồm đâu mà sao anh ăn khỏe thế anh Giang ơi. Chú đã nói với con rồi, có vấn đề gì là phải gọi điện thoại cho chú ngay. Tại sao lại để cho sức khỏe của bố ra cái nông nỗi này nha. Anh Giang ơi là anh Giang ơi. Vợ chồng Nhục Nhã sang thăm anh đây, anh có biết không? Bác ơi, bác thấy trong người thế nào vậy hả bác Giang? Ôi giời, Hiển đây. Dạ. Chú thấy là cái tình hình sức khỏe này là không ổn rồi nhá. Không qua được ngõ đâu. Chú ở đây thì bất tiện lắm. Cô chú ra ngoài đợi. Có gì thì cô chú vào viếng nhá. Cô đi về đấy. Thế nhá. Vâng. Chú Nhục, cô nhá. Chú Nhục ơi. Giời ơi. Vợ chồng Nhung Nhục Nhã này buồn cười. Cầm phong bì đến rồi mang phong bì về. Mong rồi dậy đi ông bôi. Dậy đi. Dậy đi cho đỡ mỏi mồm. Về được. Ui giời. Mang quỷ đến đây xong lại cầm về. Một cười. Tôi không à? Mất rồi. Ôi trời. Tiền. Lại có người đến rồi. Có tiền. Nằm xuống. Lại ông bồ diễn nguyên như lúc nãy nhá. Nhớ nhá. Ván này không thể để trượt được. Có phong bì cái là phải đút túi luôn.
nghe vợ chồng mày Nhục Nhã bảo là bố hết thuốc chữa rồi phải không? Bố Giang ơi! Bố Giang ơi! Con là tuyết con dâu của bố đến thăm bố này! Bố ơi! Tuyết ơi! Chắc chắn em sẽ là con dâu của bố Giang Cám! Vợ nhá! Em chắc! Nhưng mà bây giờ chồng phải hết sức bình tĩnh! Nhanh còn kịp! Nhanh cái gì? Bây giờ mình phải viết cho bố một cái di chúc. Nhân lúc hoa tay bố còn tươi. Ừ. Để bố điểm chỉ vào, tí mà nguội là hỏng hết. Nhưng mà thế là nhìn thế nào? Thôi, để em viết cho. Bây giờ nhá, chồng đi vào chồng lấy một cái song thật nhiều nhọn nồi, mang đây cho vợ. Nhọn nồi à? Có luôn. Di chúc liên quan gì đến nhọn nồi này? Thầy ơi, úi giời ơi, đầy luôn. Đoạn vừa rồi con biết đúng chưa ạ? À, đúng rồi, con đọc tiếp bố nhá. Nay tôi về với tổ tiên, tôi để lại căn hộ mang 3 khẩu, cụ thể là khẩu 1 Trần Thị Ánh Tuyết, khẩu 2 Hứa Văn Hiển, khẩu 3 Hứa Giang Cám cho vợ chồng của con dâu Trần Thị Ánh Tuyết của tôi toàn quyền sử dụng. Con xin hết ạ. Vợ, sao trong di chúc không thấy tên chồng nhỉ? Tên chồng đấy, khẩu 2 Hứa Văn Hiển đây. Đâu? Đấy. Bố ơi, bố điểm chỉ cho chúng con nhé. Mang cái xong đây. Vợ chồng con cảm ơn bố ạ. Nhanh nhanh đi chân lên. Mấy cái phong bì đâu? Đây, khổ quá, chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà này, anh thử tính lại xem. Nhà mình có 4 người, bây giờ tách ra làm 4 hộ khẩu, mỗi hộ khẩu 5 triệu. Như thế có nhiều quá không? Rồi ôi, tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Ít nữa cái chung cư cao cấp này á, nó hoàn thiện rồi. Bán mỗi một căn phải được cả tỷ bạc. Ông mới chắc lép hai cái chục bạc làm cái gì. Lên kia mà ông không đồng ý cho thì có mà nhục. Dạ, em Nhục đây ạ. Bác Hiền gọi chị em ạ. Ui dồi ôi, nhục quá chứ nhục ạ. Tôi đã bảo với lão nhà tôi rồi. Đang cái lúc tranh tối tranh sáng ấy, thì nhận hai cái đứa cha vơ chú váo hôm trước ấy về làm con đi. Có phải là nhà tôi là 6 khẩu, tương đương với 6 căn hộ chung cư cao cấp, bây giờ có mà đốt cùng hết tiền. Trời ơi, đất cát là nó có số rồi, có muốn không được đâu chú ạ. Vâng. À này, thế vợ chồng chú đã vào thăm lão Giang Cám chưa? Em nghĩ cũng không qua được ngọ. Thế á? Vâng, em chờ nguội hẳn rồi em vào. Thôi, đấy là việc của chú, chứ còn vợ chồng mình là cứ phải vào thăm trước. Không đến lúc toạch hẳn rồi mới vào đó là áy náy lắm. Đi đi đi. Bác Quân ơi. Hả? Sao bác lại dại dột như thế? Dại là thế nào? Bây giờ bác vào thăm, ừ, là bác mất một lần phong bì. Đúng rồi. Tí nữa ông ấy tạch hẳn, ừ, bác lại phải vào thăm viếng lần nữa, ừ, mất hai lần phong bì. Ừ. À, mà bây giờ ấy, hấp hối rồi, bác vào cũng chẳng giải quyết được gì đâu, có biết cái gì đâu. Ừ. Khi nào mà có tổ trưởng mới thì chúng ta tổ chức vào sau. Đúng ấy. Có lý nhở? Bây giờ đã hấp hối làm sao nhận ra mình được, làm sao mà biết được là mình mang phong bì vào? Thế thôi, bây giờ vợ chồng mình về. Khi nào mà thằng Hiển nhôm nó tò te tí thì anh em mình lại vào. Vâng. Đúng không? Làm cái gì cũng hấp ta hấp tấp. Nếu không chú mà không nói thì có phải là anh mất ngót nghìn đô rồi không? Thôi tôi về nhé. Vợ chồng tôi về nhá. Anh ơi, tôi vợ chồng mình cũng về thôi, chị em mỏi chân quá rồi. Ừ, thôi đi về. Vâng. Tôi làm đúng như kịch bản của ông nói. Thế mà tại sao người ta cứ cầm phong bì đến rồi lại mang phong bì về là như thế nào? Mang phong bì đến lại cầm phong bì về à? Cầm phong bì đến rồi lại mang phong bì về.
Chỉ cũng là mang phong bì đến cầm bì về chứ còn gì nữa. Thế tại sao? Thế bố mày bảo người ta thế nào? Bảo cái gì? Cả ngày cứ ngậm cái củ cải to cổ tay ấy, chỉ thở hắt ra thôi chứ nói được gì đâu. Tao biết ngay là mày làm sai kịch bản của tao mà. Sao lại sai? Tao đã bảo cái củ cải thì thỉnh thoảng để bố mày liếm láp một tí, để cho người ta biết là bố mày đang phải ngậm sâm, cho nên nó rất là tốn kém. Thế còn tao bảo thỉnh thoảng bảo bố mày hắt xì hơi một tiếng, để thiên hạ người ta biết là bố mày bị ốm. Chứ ai bảo mày bảo bố mày thở hắt ra như thằng sắp chết ấy, thì nhá nào. Thì sao biết được? Ở đời là người ta chỉ phủ thằng thích thôi chứ ai phủ thằng sắp chết. Thôi được rồi, để im đi, tao đảo kịch bản đó. Đảo luôn đi. Thì mày đừng có nói đấy, tao quên bây giờ. Bây giờ nhá, tao sẽ đảo kịch bản là từ cải lương sang chèo, hiểu chưa? Đảo đi. Lại tao bảo. Cái gì? Phải đánh ông bố như thế á? Bẹt cái mồm. Tao lại đi, tao bảo. Hiểu chưa? Tôi làm theo lời ông mà không thành công, ông chết với tôi. Chết cái mà cha mày hả? Thằng Danh con này, mày xỉa xói mặt ai mà chỉ ai hả? Mày muốn tao đánh chết cha mày không hả? Mày có muốn tao đòi lại bản quyền kịch bản không hả? Mày nên nhớ là bố con mày đang dính tràn đấy, mày có biết không hả? Mày có muốn không? Và vỡ mặt mày ra bây giờ chứ mày mất dạy ở đâu? Bố không dạy được mày. Sao chú chỉ con? Mày vừa bảo cái gì? Chú chửi con. Đâu đấy là chú động viên mày chứ chửi mày bao giờ. Thế tình hình bố mày thế nào? Thì đấy, cứ đòi ăn suốt nhưng mà có lên cho ăn không? Ồ thế, từ hôm qua đến giờ mày cho bố mày ăn cái gì? Đã cho ăn gì đâu ạ, chỉ ngậm mỗi củ cải thôi. Ôi thật chết rồi. Thế thì bây giờ nhá, mày phải đi mua ngay cái gì về cho bố mày ăn, không chết cha mày bây giờ. Vâng, đi nhanh lên. À mày Hiển ơi, quay lên chú Bảo này. Dạ. Lại thay đổi kịch bản ạ. Khổ quá, mày đừng hỏi nữa, tao lại quên bây giờ. Tao định bảo mấy cái câu gì rất dễ chứ, quyền bố ăn mất rồi. Bảo gì ạ? Thôi thì mày cứ đi về, tao nhớ được rồi. À, tao nhớ rồi, Hiển ơi. Chú nhớ rồi. Dạ, chú bảo gì con ạ? Khổ quá, mày đừng hỏi nữa, ông chú lại quên bây giờ. Tao bảo định bảo mày cái gì nhỉ? Bảo gì? Cái câu cuối cùng chú bảo mày là cái gì nhỉ? Khổ quá, mày đừng hỏi nữa, ông chú lại quên bây giờ. Không phải là mày đừng hỏi nữa, ông chú lại quên bây giờ, cái câu trước câu đấy thôi. Chú chỉ vào mặt con, chú bảo là mày mua ngay cái gì cho bố mày ăn, không chết cha mày đấy. Được đấy, ăn. Nhớ rồi. Đấy, nhá. Bố mày nhịn đói từ hôm qua. Vâng. Nhá, cho nên bây giờ tù huyết áp. Vâng. Mày mang cái vỉ thạch này về mày bón cho bố mày. Nhá. Tù huyết áp, ăn cái thạch caramel này là khỏi luôn. Cho ăn tất cả 6 hộp luôn nhá. Ừ. Thế rồi con đi luôn đấy. Ừ. Ai Hiển cáo ơi. Tôi. Mày đứng nguyên đi, không chú lại quên bây giờ. Đã. Chú bảo gì con? Ừ, đã bảo mày đừng hỏi nó, chú lại quên bây giờ cái gì. À, bây giờ thế này nhá. Khi nào bố mày tỉnh ấy, nhớ là bảo bố mày chống nạn nhá. Chống nạn? Ừ. Con nhớ rồi. Ừ. Tình hình ra cám thế nào rồi ông quân chủ nhỉ? Hả? Đây, tình hình ra cám thế nào rồi? Các bác đi đâu rồi, cứ như đi hội thế này. Phát tang chưa? Phát tang ai? Phát tang cám. Ừ. Ôi giời, chưa ta thấy gì đâu. Có thế à? Chắc cũng phải qua đêm nay. Thấy bảo là tiền liệu xấu lắm, mạch bây giờ là không còn nữa. Ôi. Thế nhưng mà thôi, bác Giang cũng thế cũng là thọ rồi. Nhưng mà này, chú Nhục này, chú thử đánh giá một cách thật là công tâm xem, nếu mà ông Giang Cám ông ấy nằm xuống, ai là người xứng đáng để kế nhiệm ông ấy? Cái vấn đề này nó hơi tế nhị, cho nên là trả lời nó hơi bị khó. Nhưng mà theo cái suy nghĩ của em ấy thì là bà con bây giờ là đang bàn tán xôn xao, có ý định là bầu cho em. Ủa cái gì? Đi gì? Thôi thì tiện thể có tất cả mọi người ở đây, mấy anh em đây là cũng trong Hiệp hội Sợ Vợ Toàn Cầu, thì em cũng có ý kiến để bàn luôn là các bác cứ mạnh dạn bỏ cho em một phiếu nhé. Yeah. Này, bầu cho ông thế nào được? Riêng cái vụ vợ chồng ông ấy trước cung cấp thực phẩm bẩn ấy, bị bên vệ sinh an toàn thực phẩm phạt vi cảnh, ai mà chẳng biết. Tốt nhất ấy, các ông nên bầu cho nhà tôi đây này. Đúng đấy, các bác cứ bầu cho nhà em nhá. Em mà trúng cử á, các bác không sợ thiệt đâu. Cái gì? Bầu cho bà á? Vợ chồng bà còn có một đứa con gái bị chửa hoang đang giấu ở quê nhá. Bầu cho bà để phí phiếu đi à? Chú Trọng, bây giờ chú lại đánh giá cho tôi một cách thật là công tâm xem nhá. Ở cái tổ dân phố này và cái hội sợ vợ của mình này, ai là người có máu mặt nhất?
Nếu như người ta điều động nhân sự ở nơi khác về thì em cũng nói. Nhưng mà trong hội của mình ấy thì em đánh giá là bác là người có máu mặt nhất. Tôi á? Vâng. Nếu mà tôi không nghiện rượu và tôi không bị hai vợ ấy, nói thật với chú là tôi tự ra ứng cử, không cần phải bầu. Đúng, không cần phải bầu. Quá thật thà, quá trung thực luôn. Nhưng mà em nghe gọi là thông tin tương đối chính xác. Thằng Hiền ấy, nó sẽ lên quyền tổ trưởng thay cho bố nó. Ê, không được, không được, không được. Cái gì? Thằng Hiền á? Cái loại trẻ danh ấy, vắt mũi chưa sạch ấy, ai ta bầu cho? Giời. Không, sao lại nó được? Người ta lấy cái người lớn tuổi. Cái thằng đấy nhãi nhép vào vợ chồng tôi, nhất quyết là không bao giờ bầu cho cái thằng đấy. Anh nói là chí lý luôn. Đây, thông tin này là thông tin chính xác ấy nha. Chứ tôi gọi là không lấy thông tin về hè đâu nhá. Thằng Hiền nó sẽ lên là quyền tổ trưởng thay cho bố nó. Bởi lẽ là thằng Hiền nó trẻ, năng động. Và bên dự án chung cư cao cấp ấy là người ta rất ủng hộ nó. Bởi vì tất cả các sổ sách rồi là hồ sơ là thằng Hiền nó nắm là rất chắc. Khi nào ấy hoàn thành gọi là cái chung cư xong ấy thì người ta mới cắt cu. Thằng Hiền đấy này. Hiền đấy à? Này, bố đi chưa? Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Này, thế mày đã thông báo cho hai bên nội ngoại chưa? Nếu cần cô chú cho mượn chỗ này để mà dựng rạp nhá. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Này, Hiền ơi, hôm nay giờ tí đẹp đấy, chú bấm rồi đấy. Tốt nhất là giờ tí, cho ông đi là vừa. Dạ vâng, cảm ơn chú ạ. Này, cái thằng này bình thường mọi ngày là nó rất là sắc sược hỗn láo mà hôm nay trông cũng đạo mạo nhỉ? Vâng, em thấy thế đấy. Thì bố nó làm to như thế cơ mà. Alo, alo, Hiền à, cô Hiền đây. Cô Hiền quân chùn đi, cô bảo này. Cô bảo này, dạo này cái lụa nhà cô khó khăn không suốt đấy. Con có khó khăn gì cứ mạnh dạn gọi cho cô nhá. Chú Trọng, chú Trọng ơi. Giang Cám đấy à? Giang. Cô đấy chết. Thế tình hình sức khỏe bác thế nào rồi? Thôi đỡ rồi chú ạ. Thế chú có thấy thằng Hiển nhà tôi nó đi đâu không chú nhỉ? Vâng, em vừa thấy cháu nó cầm cái son không hiểu đi đâu ấy. Chú thấy nó, chú bảo nó về hộ tôi với nhá. Dạ vâng, bác cứ nghỉ ngơi đi ạ. Cảm ơn chú. Ôi trời, chết, bác Giang, bác đi lại này rồi đấy này. Lạ nhờ. Nhung, tại sao chú lại nói với tôi là không qua nổi giờ ngọ là thế nào? Thế em mới thấy lạ. Có khả năng là uống thuốc tiên. Rõ ràng là vợ chồng em thấy bác ấy ngậm sâm còn thở hắt ra cơ mà. Vâng. Sâm đâu mà sâm, với cô này sâm. Đấy là củ cải chứ sâm nào. Tôi lên nhà bác ấy, tôi thăm bác ấy, thấy mồm nó khô, tôi nhét cho củ cải vào để gọi là cho nó khỏe chứ có gì đâu mà sâm nào mà sâm. Củ cải à? Củ cải. Biết ngay là củ cải à? Bây giờ bọn tỷ phú nhà giàu á, nó toàn ngậm củ cải. Sao lại thế ạ? À? Sao lại củ cải à bác? Cô không tin ấy, tối nay về cô ngậm củ cải, sáng mai cô biết ngay. Thế ạ? Về mà ngậm thử. Cái gì? Còn ở đây làm cái gì nữa, còn không mau đi về đi. Thằng cháu Hiển nó vừa mới thông báo là bác Giang, bác ấy chết đi sống lại rồi đấy. Nhanh đi về để chuẩn bị con sang thăm một tí, đông nhanh đi. Thì ông có cầm tiền ở đây không? Em không. Anh bảo em là không được quan hệ với tiền. Bây giờ lại hỏi em thì em lấy đâu ra? Thế thôi không cầm tiền thôi đi về, công ty đã tắc đường không về được như nhà đâu. Này, ông có mang sổ tiết kiệm đi không? Cả đời này đã nhìn thấy nó bao giờ đâu. Thôi, về đưa tôi ra rút sổ nhanh. Về. Gia đình Nguyễn Cúc quân chùn. Chục. Gia đình nhục nhã kính viếng hương hồn bác 20. Gia đình bà Bích Đinh Cường kính viếng hương hồn anh 10. Mọi người trật tự, mọi người trật tự nhé. Để đảm bảo an ninh thì tất cả các cá nhân và hộ gia đình xếp hàng một vào thăm người ốm. Vâng. Thay mặt cho gia đình, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời gia đình ông Nguyễn Quốc Quân Chùn
do ông Nguyễn Quốc Quân chủ làm trưởng đoàn vào thăm. Ê! Ôi trời ơi, sao thế? Đề nghị bác nhá, cởi hết dây chuyền này, đồng hồ, thắt lưng và cả dép nhá, để vào đây. Đây là kim loại thì bỏ hết ra. Đúng rồi đấy ạ. À. Dép là bằng xốp đấy chứ. Cũng phải cho vào đây đúng quy định nhá. Đồng hồ. Kim loại là bỏ ra cơ mà. Rồi. À, xin mời bác. À, không hề có gì. Mời bác. Ui. Đề nghị chị dừng lại. Này. Thử kiểm tra trong túi xem là có vật nhọn hay là đinh vít hay là kim băng gì không hả? Ồ, quần áo em làm gì có túi? Sao lại kêu nhỉ? Thế nào? Ở đây, kêu đây này. Anh ơi. Hả? Thì anh thử cua lại một vòng chậm cho em xem là nó sáng ở cái chỗ nào để em còn biết đường. À, được rồi, chậm nha. Đấy, đúng rồi đấy. Trong ngực của cô lại có đinh vít rồi dao kéo rồi kim băng hả? Biết rồi. Ôi của em nó to quá, cho nên là em phải mặc cái loại có gọng sắt thì nó mới đỡ được. Tưởng gì. Đề nghị đúng quy định, cô bỏ ra. Dạ vâng. Được rồi, xin mời. Thay mặt cho gia đình, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời gia đình ông bà Bích Bột do ông Đinh Cường làm trưởng đoàn vào thăm. Cái bà Bích Bột bà làm cái gì đấy? Thay mặt cho gia đình, ban tổ chức chúng tôi. Này sao không đi đấy? Thế à? Ban tổ chức người ta đã quy định là phải xếp hàng, sao cứ chơi lên là thế nào nhở? Quay lại xếp hàng đi. Tôi là người nhà xếp hàng cái gì? Bật người nhà thì người nhà. Để thực hiện nét sống văn minh lịch sự nhá, đề nghị con dâu tương lai của bác Giang Cám. Sếp à? Quá chuẩn. Ai cũng như cô ấy thì xã hội này làm sao văn minh được? Đúng rồi. Mà cô ở cái diện ưu tiên nào mà cha lớn kinh thế? Con dâu. Anh. À, đây là diện được ưu tiên cho người nhà nhé. Ưu tiên à? Nhà chú. Ai? Ưu tiên. Biết thay rồi. Cho gia đình. Ban tổ chức chúng tôi xin mời cô Anh Tuyết. Được. Đèn kêu rồi nhá. Đứng lên đây. Đề nghị cháu cởi áo con rồi nhé. Chú buồn cười, áo con cháu có tội tình gì đâu mà chú bắt cháu cởi. Về vấn đề an ninh nhé, đây là quy định bắt buộc, đề nghị chị nghiêm túc thực hiện. Cởi áo con đấy. Chú hay nhở, cháu đi vào thăm người ốm chứ đi ám sát ai đâu mà chú phải khắt khe như thế. Theo đúng quy định. Chị tàng trữ cái gì trong này thì sao hả? Dao kiếm hay là gì trong này thì sao hả? Cô Tuyết này. Đây, cô bảo không có kim loại. Đây. Hai cái gì màu đỏ đây? Đây, hai vòng gì đây? Đây. Rồi. Cô vào thăm không? Hay là đi ra cho người khác vào thăm? Tôi đếch vào đấy. Tôi đếch vào thăm. Thay mặt cho gia đình, ban tổ chức chúng tôi xin mời gia đình ông bà Nhục Nhã vào thăm. Có luôn đây em ơi. Để hết ở đây đi. Ui, đây. Hai em làm việc là anh yên tâm lắm. Rất là công bằng, rất là vô tư. Đã là nguyên tắc thì càng thân quen thì phải càng thực hiện cho nó đúng nguyên tắc. Thì ông có vào thăm không thì tôi cho người khác vào thăm đấy. Trình bày nhiều thế nhỉ? Em nóng tính quá, có chứ vào không mất quyền lợi. Anh ơi, cầm luôn cái áo ra để vợ chồng mình vào cho nhanh. Cởi cái gì? Vâng. Ê, anh làm cái gì đấy? Cởi áo con. Có bao giờ mặc đâu mà cởi. Anh Toàn để thế. Vâng. À, xin mời. Này, ủa, ơi, bác cùng ở đây mà cứ chúc cởi cho tôi thế này. Dạ, nghe tin bác mệt, vợ chồng chúng em là có tí quà đến để thăm bác. Mong bác là chóng khỏi bệnh, khỏe trở lại để cống hiến cho cái sự nghiệp chung của tổ dân phố ta. Bác à? Dạ, bác ốm bí mật quá, vợ chồng em không biết ạ. Chả là hôm nay vợ chồng em có chút quà để bác bồi dưỡng ạ. Ê, bác Giang ơi, nhìn bác khỏe thế này, vợ chồng em mừng lắm.
Bác có biết là vợ chồng em lo lắng cho bác thế nào không? Em có chút quà mong bác nhận cho em. Tôi có ốm đâu mà các anh đến đây thăm, các anh cứ chỉ đây thăm tôi làm gì? Ok bố, bố vẫn đang ốm cơ mà. Thì bây giờ cô chú ấy có lòng thì bố cứ nhận phong bì đi. Đây bác cứ cầm đi ạ. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, không có phong bì là không có phong bì. Ok.